Chị Bảo Tư Chiến kính chào quý cô chú và anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, chị Bảo Tư Chiến giao xe bò cho khách Lâm Đồng. Đây, giao cho khách Lâm Đồng là hết chuồng luôn nha cô chú anh chị. Lúc sáng thì vừa mới giao xe bò cho khách Bình Dương. Mai là ngày 24 tháng 4, chạy em sẽ tiếp tục về bò. Anh ơi, cô chú bác và chị xa có nhu cầu mua nuôi bò xin liên hệ số điện thoại 0395 168 767 chạy bò Tư Chiến, địa chỉ tại ở ấp Dòng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, Bảo Kê Bắc, tỉnh Bến Tre. Trại là nhập về những giống bò lỡ siêu đẹp như cô chú anh chị. Tuyển chọn xương to, đầu dài, da mỏng. Đang đi khẩn lại. Quá trời đất con này. Cô chú và chị gần xa có nhu cầu mua cơ hội liên hệ số điện thoại 0395 168 767. Gặp anh chị tận nơi.
không nhiều nhiều á mẹ. Đi xa không đứng mỏi chân chết. Nó im giờ nè. 6 tiếng không ạ? Hiện là trại đã hết bò luôn cô chú anh chị. Sáng mai thì ngày 24 tháng 4 là trại sẽ tiếp tục về bò mới. Cô chú anh chị hãy bấm theo dõi đăng ký kênh để cập nhật bò về sớm nhất. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video.